nay là thầy sẽ nói về một cái đề tài là tính bình đẳng ở trong đạo Phật. Thật ra cái tính bình đẳng này đó không phải là ở trong đạo Phật, nhưng mà đạo Phật chỉ ra được cái sự bình đẳng này. Còn cái sự bình đẳng này là bình đẳng đối với tất cả chúng sanh nói chung và bình đẳng đối với con người nói riêng. Nó là Phật đó. Tại vì mà thầy muốn đề cập đến cái sự bình đẳng ở trong đạo Phật là bởi vì Phật chúng ta đã đạt qua gần 3.000 năm và đã chia ra rất nhiều cái tông phái. Hiện nay thì có thể nói rằng là tông phái chính cũng đã rất nhiều, mà các cái tông phái nhỏ càng nhiều hơn nữa. Và không phải là tông phái mà ngay cả các cái chùa, tức là mỗi chùa thành lập ra rất là nhiều. Và vì vậy cho nên là có khi mỗi chùa có một cái phương pháp tu tập riêng, có một cái đạo tràng riêng. Và đối lúc đó thì có thể là chúng ta có những cái nhìn khác nhau về phương diện nhận thức về đạo Phật, khác nhau về cái phương pháp tu tập, khác nhau nhiều cái hình thức. Mình không nói đến cái hình thức tổ chức mà mình chỉ nói đến phương pháp tu tập thôi, thì cũng đã có nhiều cái phương pháp tu tập khác nhau. Vậy thì liệu những cái phương pháp tu tập mà khác nhau đó nó có ảnh hưởng gì đến cái mà tính bình đẳng ở trong đạo Phật hay không? Vậy thì chúng ta có những cái gì là bình đẳng và cái gì là những sự khác biệt? Thì những cái điều mà thầy sẽ trình bày đây đó, nó không nằm trên cái tính chất, cái quan điểm mà là mình không chấp cái sự thật, tức là những sự kiện thật, tức là chúng ta có những cái bình đẳng gì trên sự kiện thật, chứ không phải là chúng ta nói về giáo lý. Bởi vì cái giáo lý đó thì có thể là do cái điều kiện địa phương, bởi vì đạo Phật mình nó là bây giờ cũng là truyền bá khắp thế giới, cho nên do cái địa phương của cái đất nước này, do địa phương của đất nước kia, rồi khi đạo Phật mà mình truyền bá đến các cái đất nước đó thì ảnh hưởng cái văn hóa hay là cái tín ngưỡng, cái tư tưởng của cái địa phương đó. Và do đó mà cái đạo Phật của chúng ta là nó có cái về mặt mà tư tưởng ấy, thì nó có rất nhiều về sự khác biệt. Và về mặt mà cái phương pháp tu tập ấy, tức là điểm pháp ấy, thì nó cũng có nhiều khác biệt. Nhưng mà bây giờ mình tìm ra những cái điểm chung, và những cái điểm chung đó là không những chung mà nó là bình đẳng đối với mọi người. Bây giờ mình khoan nói tới chúng sanh thì nó mỏng lớn quá. Bây giờ mình chỉ nói trong cái loài người chúng ta thôi, thì chúng ta có những cái gì là bình đẳng. Đầu tiên là trong đạo Phật thì tất cả các cái tông phái đều có một cái nhìn chung là như thế này: tất cả chúng ta có một cái thành phần kết cấu là giống nhau, tức là tất cả chúng ta đang ngồi đây hay là không ngồi đây, bây giờ tất cả những cái người đang sống trên cái trái đất này thì cái kết cấu hay là cái cơ cấu mà hình thành cái con người ấy, là bình đẳng với nhau. Đó là những cái cơ cấu gì? Thứ nhất đó, là ai cũng có đất. Thứ hai là ai cũng có nước. Thứ ba là ai cũng có gió. Thứ tư là ai cũng có lửa. Thứ năm là ai cũng có hư không. Và bây giờ quý vị biết là thứ sáu là còn cái gì nữa? Còn có một yếu tố nữa, đó là cái thức tánh hay là cái tánh biết. Bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây đó, thì ai cũng có sáu cái yếu tố đó cả. Và sáu yếu tố này là hoàn toàn bình đẳng. Giống như bây giờ là bây giờ mình đừng nói những người bên ngoài, bây giờ mình nói những người trong phòng này thôi. Tất cả chúng ta giống như là được cung cấp khi mình mới sinh ra, là đã
Lực cung cấp 6 yếu tố đó hoàn toàn là bình đẳng với nhau. Ai cũng có đất, có nước, có lửa, có gió, có hư không và có cái thức tánh hay là tánh biết. Nó có một cái điều là đứng trên phương diện mà cái nguyên tố, tức là cái tính chất cơ bản, thì đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh ở nơi mỗi người là hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn trên cái yếu tố, trên cái tính chất đó, thì là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh là hoàn toàn giống nhau. Chứ không có ai hơn ai cả. Không ai nói rằng là tôi có thức tánh hơn anh, hay là tôi có đất nhiều hơn anh, hay là tôi có nước nhiều hơn anh, lửa nhiều hơn anh. Tất cả chúng ta đều có những cái yếu tố đó giống nhau. Bây giờ mình lấy một ví dụ như thế này đi. Trong một cái lớp học dạy nấu ăn, người ta dạy cách làm một cái loại bánh. Trong cái loại bánh đó thì nó gồm có nhiều cái yếu tố. Ví dụ như trong đó nó có bột, rồi có đường, có muối, hay là có một cái chất chua, chất ngọt, chất mặn gì đó, phải hay vậy. Tức là có nhiều cái yếu tố để mà tạo thành một cái bánh. Thế nhưng mà khi bây giờ giả sử chúng ta ở đây có 50 người, thì giao cho 50 người á là những cái yếu tố đầy đủ để làm cái bánh đó. Tức là đầu tiên khi giao cái bánh, những cái vật liệu để mà làm cái bánh đó là hoàn toàn giống nhau. Thế rồi á là cái người mà dạy nấu ăn á, mình nói rằng là bây giờ để cho mỗi người tự sáng tạo ra cái cách nấu của mình, làm cái nào mà để ra được cái bánh ngon theo kiểu của mình, thì cho mỗi người ở buổi riêng hết để mỗi người làm bánh. Thì quý vị sẽ thấy rằng á, không có cái bánh nào giống cái bánh nào. Khi làm ra, người thì làm cái bánh tròn, người thì làm cái bánh vuông, người thì làm bánh dài, người thì làm bánh kiểu này kiểu kia, hoàn toàn khác nhau. Vậy thì á, chúng ta cũng vậy, chúng ta có những biểu hiện khác nhau, nhưng mà thực ra cái tính chất bình đẳng của chúng ta thì vẫn là giống nhau. Tức là chúng ta vẫn là chỉ có đất, nước, lửa, gió, hư không và cái tánh biết. Như vậy á, thì ở đây mỗi người làm cái bánh ngon hay là làm cái bánh dở, làm cái bánh đẹp hay là làm cái bánh xấu, đều là do cái cách nhận thức và hành động của cái người đó. Tức là do nhận thức về những cái yếu tố đó và do cái cách thể hiện cái những cái yếu tố đó như thế nào qua cái bánh của mình. Ta cũng vậy, thực ra mà sở dĩ khác nhau là bởi vì mỗi người đã thể hiện mình trải qua, theo như đạo Phật ấy, thì là trải qua một cái thời gian, có thể là từ quá khứ, hiện tại đến vị lai, thì mỗi người đã tạo ra cái bánh của mình, và mỗi người chịu lấy cái trách nhiệm, hay là cái người đó là được hưởng cái thành quả của cái bánh đó như thế nào, là đúng như cái nhận thức và cái cách làm bánh của mình. Cách nhận thức và cái cách làm bánh của mình đó là, nói theo đạo Phật đó là cái nghiệp. Thật ra mình đừng có hiểu cái nghiệp theo cái nghĩa xấu. Cái nghiệp không phải là khi nghe nói cái nghiệp thì mình nói là xấu, nhưng mà thật ra cái nghiệp vốn đó không phải là nghiệp xấu. Tức là ai làm tốt thì nó ra tốt, ai làm xấu nó mới ra xấu, ai làm ngon thì nó ra ngon, ai làm dở thì nó ra. Nhưng mà mỗi người cũng chừng đó vật liệu mà mình làm ra cái bánh ngon hay dở là toàn là trách nhiệm ở mỗi người. Cái đó không do ai hết. Cho nên Đức Phật này nói là cũng từng đó yếu tố, nhưng mà hạnh phúc cũng do ta, đau khổ cũng do ta, trói buộc cũng do ta, mà giải thoát cũng do ta. Tất cả mọi cái mà tạo tác và đưa đến cái thành quả như thế này nên thế nào á, thì đạo Phật không đổ cho bất kỳ một cái lý do nào khác.
mà là do chính cái nhận thức và hành vi của mình. Tức là anh nhận thức như thế nào, anh thể hiện như thế nào, thì là chính mình đang là như vậy. Đó là cái là đạo Phật như vậy. Thì cái sự khác biệt, cái sự khác biệt đấy là bởi do cái nhận thức và hành vi mà ra. Vì vậy cho nên là trong đạo Phật cái điều chính yếu là mình làm sao mà nhận thức lại được những cái yếu tố mà mình đã có, nhận thức ra được bản thân mình, nhận thức ra được những cái hành động của mình, hay là ở trong đó nó gồm có là cả cái nhiều cái yếu tố trong con người mình, nó có nhiều yếu tố, nhưng mà có hai yếu tố chính, đó là danh và sắc, cũng như là đất, nước, lửa, gió, hư không, cái đó thuộc về sắc. Còn cái tánh biết là thuộc về danh. Như vậy là ở trong con người mình có hai yếu tố chính là danh và sắc. Danh đó thấy được sắc, danh là thấy được sắc, tức là cái tánh biết là thấy được sắc. Thực ra đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh đều là pháp hết, đều mình gọi chung đó, cái tên của nó là pháp. Nhưng mà trong trong cái pháp đó chia làm hai, là một bên là biết và bên cái bên còn lại đó là đối tượng của cái biết. Vậy mình nói như vậy. Vậy thì cũng từng đó yếu tố, nhưng mà bây giờ cái cách nhận sử dụng cái biết của mình, sử dụng cái biết của mình để mà thấy ra được cái nguyên lý hay là cái bản chất của pháp. Người nào thấy ra được cái nguyên lý, thấy ra được cái bản chất của pháp thì người đó là sẽ làm ra được cái bánh tốt, hay là nói chung là mình tạo ra được, mình có được một cái đời sống đúng đắn và tốt đẹp. Tức là nếu mình nhận thức đúng thì mình sẽ có cái hành động đúng, hành vi đúng, hoặc là hành vi tốt. Thường thường thì người ta nói hai cái là nhận thức đúng và hành vi tốt. Thì như vậy chúng ta thấy là ở trong con người mình, những yếu tố ban đầu của mỗi người là hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà có thêm một cái điều này rất quan trọng là những cái yếu tố đó lúc ban đầu là nó hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng mà sai đó là do mình nhận thức sai và thể hiện sai, cho nên mới là tạo ra cái xấu, tạo ra cái sai, cái xấu. Chứ không phải là từ nguyên gốc là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh là xấu, mà cái sai xấu đó là bởi vì do mình chưa nhận thức đúng và chưa hành động đúng. Nên mình hiểu ra được cái nguyên lý đó thì mình bắt đầu thấy rằng là tất cả chúng ta đều bình đẳng. Và sở dĩ mà có cái phái này thì có cái phương pháp này, phái kia có phương pháp kia. Có thể là nó sẽ sau khi mà được phát ra một cái số cái yếu tố đó thì mỗi người á, từ mình không làm được mới đi học theo một cái trường phái làm bánh kiểu này, rồi đi học cái trường phái làm bánh kiểu kia, cho nên á, nó mới ra nhiều cái cách làm bánh khác nhau. Thì thực ra mỗi cái tông phái nó chỉ là cái cách làm bánh của cái nhóm này, hay là cách làm bánh của nhóm khác thôi. Còn cái nguyên lý, cái nguyên tố ban đầu á thì vẫn là giống nhau. Vậy thì á, mình vẫn thấy là cái phương pháp của mỗi cái tông phái để tạo ra một cái cách sống, làm sao để mà sống cho được an lạc hạnh phúc, sống sao cho đúng tốt, thì là nếu tông phái nào mà làm đúng theo cái nguyên tắc đó thì tông phái đó vẫn đúng, mặc dù có thể là khác nhau. Tức là cái chất liệu, cái bánh thì
thì giống nhau. Có thể trường phái này lại làm ra cái loại bánh này, trường phái kia làm ra cái loại bánh kia, nhưng mà bánh nào làm ngon là được. Do đó theo thầy đó, thì mình không nên quá cố chấp tông phái. Tông phái là cái đó tùy duyên. Ví dụ như do cái người ở miền Bắc khí hậu lành, do đó người ta có thể là làm cái loại bánh đó theo một cái cách để cho ăn mà trong mùa lành đó là nó dễ chịu. Nhưng mà ngược lại ở miền Nam Việt Nam á, thì lại là trời nóng, cho nên người ta phải làm cái bánh đó theo cái cách làm sao mà để cho ăn cho nó mát. Như vậy á, thì để đáp ứng cái trường ăn ở tùy theo cái căn cơ trình độ, tùy theo cái địa phương, tùy theo cái thời gian, mà nó có những cái cách làm bánh khác nhau, thì điều đó không có gì là sai. Cho nên á, có người nói rằng là đạo Phật mình sao mà nói nhiều tông phái quá. Tức là có hai cái loại người mà sai lầm. Một loại người cho rằng đó là đạo Phật có nhiều tông phái, cho nên đó là đạo Phật không phải là tuyệt đối, không phải là hay. Có người ấy, thì lại là ở trong tông phái nào đó thì quá cố chấp cái tông phái đó và cho rằng là tông phái mình là nhất, tức là cái bánh mà của mình làm ra là nhất, thì cái đó cũng sai. Thật ra cái đạo Phật mình nó hay ở chính cái chỗ mà nó có nhiều tông phái. Tức là nếu mà mình chỉ có cái chừng đó chất liệu làm bánh mà ai cũng làm giống như nhau cả thì chẳng có gì hay ho cả. À, mà là mỗi người tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái trình độ căn cơ, tùy theo cái duyên ở mỗi nơi mà nó sinh ra một cái tông phái khác nhau, thì điều đó mình có thể thông cảm và chấp nhận được. Có thể có những tông phái mà cái vị tổ đặt ra cái tông phái đó là có trình độ, cho nên nó là làm ra được một cái bánh rất là ngon, hay là tạo ra được một cái tông phái rất là hay. Nhưng mà cái tông phái hay đó thì cũng chỉ hợp với trình độ của những người mà có cái trình độ để nhận thức được cái hay đó. Chứ bây giờ có những cái người mà không có cái trình độ nhận thức như vậy thì đương nhiên phải có những cái tông phái mà cái mức độ nó thấp hơn. Như vậy ngay cả cái cao cái thấp á cũng không quan trọng, vì cái cao cái thấp á là nó chưa hẳn đã là cao là đúng, chưa hẳn thấp là sai. Cái quan trọng á là đúng hay sai, cái quan trọng không phải là cao hay thấp. Bởi vì một người học lớp 1 thì cứ học bài lớp 1 thôi, một người học lớp 10 thì cứ học bài lớp 10, người học đại học thì học bài lớp đại học. Có cao có thấp là đúng, trong không có sai. Mà cái đúng của cái cao, cái quan trọng là đúng với đối tượng. Ví dụ như cao thì nó đúng với những người mà có trình độ cao, thấp thì đúng với người có trình độ thấp, thì cái đó là chấp nhận được. Nhưng mà bắt một cái pháp mà có trình độ cao cho những cái người mà trình độ còn thấp, thí dụ như đưa bài lớp 10 cho cái em mới học lớp 5 học, thì là như vậy là sai. Thành ra cái quan trọng là cái hiệu quả, cái quan trọng không phải là ở nơi cái pháp đó là thấp hay cao. Thấp mà nó lại giúp được cho rất nhiều người phát hiện, hay là giác ngộ được, hay là giúp cho nhiều người là nhận thức ra được chính mình để mà làm cho đúng, thì thấp vẫn là tốt. Không phải là mình cho, mình đừng có chê, mình đừng có bao giờ mình chê là cái pháp này là thấp hay là pháp kia là cao. Nhưng mà có sai đúng thì có. Thành ra đầu tiên là mình là điều thứ nhất là mình thấy ra được cái sự bình đẳng của mỗi người, bởi vì ai cũng có một cái tánh biết,
có thể biết pháp, mà tánh biết biết pháp đó thì pháp là bình đẳng, tánh biết là bình đẳng. Do đó ở nơi chúng ta là bình đẳng trên phương diện pháp, nhưng mà là mỗi người là cứ tùy trình độ căn cơ của mình để mà tìm ra cái biện pháp thích hợp với mình để mà thực hiện được cái đời sống của mình, làm sao cho trong cái trường hợp của mình được thể hiện tốt nhất, chứ không phải là mình phải bắt chước những người khác, hay là không cần thiết mình phải là mong muốn là mình sẽ được tốt đẹp, hay là mình muốn được đạt được cao siêu. Đạo Phật là làm cái quan trọng của Đạo Phật là làm thế nào mình nhận ra được cái căn cơ định độ của mình, nhận ra được những cái yếu tố sẵn có của mình để mà từ đó mình có thể thể hiện tốt nhất trong cái trình độ căn cơ hay là trong cái nhận thức của mình, để đem lại cái sự tốt đẹp cho bản thân mình và đem lại tốt đẹp cho những người khác. Thì như vậy tức là mình đã hiểu được cái những cái yếu tố hay là những cái mà mỗi người sẵn có. Thì chúng ta thấy hiện nay là có một số cái tông phái chính, như bên Nam Tông thì là Phật Giảng Nguyên Thủy, bên Bắc Tông thì có Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Đó là những cái tông phái chính hiện nay. Nhưng mà Thiền Tông thì cũng là sinh ra rất nhiều cái tông phái thiền khác nhau. Tịnh Độ Tông cũng sinh ra nhiều cái trường phái tịnh độ khác nhau. Mật Tông cũng không phải là một, mà Mật Tông cũng có rất nhiều cái trường phái khác nhau. Nhưng mà cái khác nhau đó cũng là hay chứ không phải là dở. Hay là ở cái chỗ là đáp ứng được nhiều cái căn cơ trình độ khác nhau. Cho nên đó, cái quan trọng là mình tìm được cái nào mà nó phù hợp với bản thân mình. Và nếu mà mình phù hợp với căn cơ trình độ của mình và mình nhận thức đúng và hành động đúng thì chắc chắn là sẽ đem lại cái tốt đẹp ở nơi mọi người. Theo Đạo Phật á, những cái nguyên tố mà mình đã có sẵn vốn nó đã là hoàn chỉnh, cái tánh biến của mình nó vốn hoàn chỉnh, và các cái yếu tố của pháp như đất nước lửa gió hư không cũng là hoàn chỉnh. Chỉ có một cái mà sở dĩ mà mình đem lại đau khổ cho mình á, đó là bởi vì mình nhận thức sai và hành động sai. Cái nguyên lý chính là như vậy. Chứ còn á là cái nguyên tố mà mỗi người sẵn có đó, thì đều là bình đẳng và nó đã hoàn chỉnh ngay từ đầu. Cho nên khi mà một vị thiền sư Trung Hoa nổi tiếng, ngài Huệ Năng, khi ngài ngộ thì ngài mới nói rằng là hà kỳ tự tánh bộ tự phụ túc. Không ngờ rằng là từ ở ngay cái các pháp mà mình sẵn có đó, nó đã là hoàn chỉnh rồi, nó đầy đủ hết, nó hoàn chỉnh hết. Chứ không phải là mình phải ngồi mà rèn luyện, phải cố gắng để mà tìm tòi để cho đạt được, mà tất cả những sự hoàn chỉnh đó đã có sẵn ở nơi mình. Đó là một cái điều cơ bản rất quan trọng. Mà đây cũng là cái điều mà hầu hết các tông phái Phật giáo đều công nhận như nhau. Cái sai chính là ở cái chỗ mà do cái nhận thức của mỗi người mà tạo ra cái nghiệp, do cái quan niệm, từ cái nhận thức sinh ra cái quan niệm, rồi mình sống theo cái quan niệm đó, và cái quan niệm đó nó mà nó sai đi thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả là mình sẽ bị phiền não khổ đau. Cái nguyên lý là như vậy. Còn nếu người nào mà nhận thức ra đúng được và người đó hành động đúng, nhận thức đúng, hành động tốt, thì cái người đó đem lại cái lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người khác. Người nào
không nhận thức đúng, không hành động đúng thì lại đem lại cái đau khổ cho mình và đem lại đau khổ cho người khác. Cái nguyên lý của đạo Phật là như vậy. Cho dù tông phái nào thì cũng là dựa trên cái nguyên lý đó. Còn cái biện pháp để thực hiện thì như hồi nãy là thầy nói là cái biện pháp thực hiện là do cái nhận thức khác nhau hoặc là do những cái trường phái khác nhau mà tạo ra những cái mộc bánh khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng đó là làm đúng nguyên lý và đem đến cái kết quả tốt. Chứ còn cái hình thức khác nhau bên ngoài không quan trọng, hay là cái biện pháp không quan trọng, mà quan trọng là cái bánh đó khi mình ăn có ngon hay không, hay là có rồi giúp cho mình là ăn để mà sống, hay là ăn để được mình khỏe hay không, hay là cái bánh đó ăn vào thì mình mang bệnh, hay là cái bánh đó ăn vào thì nó dở, thì cái đó rất là tùy vào cái nhận thức và cái hành vi của mỗi người. Thầy nghĩ mà thầy nói như vậy á là để chúng ta thấy ra được một cái điều. Điều thứ nhất là chúng ta bình đẳng trên phương diện pháp, mà cái thứ hai là chúng ta chịu trách nhiệm về chính bản thân mình, chứ không phải do bất kỳ ai cả. Chính mình thể hiện ra đời sống của mình. Và có một cái nguyên lý như thế này: mặc dù chúng ta có những cái yếu tố hoàn toàn giống nhau, nhưng mà khi thể hiện ở nơi mỗi người thì mỗi người vẫn là độc đáo, chứ không có ai giống ai. Như giống như cái ví dụ ban đầu đó là thầy có nói là bây giờ cung cấp cho mỗi người chừng đó vật liệu xong rồi, rồi cho mỗi người cách ly ra, đừng có ai nhìn thấy ai hết rồi, đừng ai copy ai, thì mỗi người sẽ làm ra một cái bánh khác nhau. Nhưng mà đừng tưởng khác nhau như vậy thì tính chất nó là khác nhau, thật ra tính chất nó vẫn giống nhau, mà chỉ khác nhau trên cái sự thể hiện thôi. Thì mỗi người á, trong cái sự thể hiện của mình á, nó ra một cái pháp mà độc đáo. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây không có ai giống ai, thì mặc dù cái yếu tố chính thì là giống nhau, nhưng mà bây giờ ngồi đây thì chúng ta không ai giống ai, không ai giống ai về rất nhiều phương diện. Cho nên mỗi người vẫn là một pháp độc đáo, và mỗi người chính là bài học giác ngộ của chính mình. Chứ mình không thể nào mà mình sao chép của người khác, mình không thể bất chước người khác, mà mình phải thể hiện, phải từ nhận thức và từ thể hiện ra chính cuộc đời của mình. Đó là cái nguyên tắc chính mà trong đầu Đạo Phật là tất cả mọi cái tông phái đều là giống nhau điểm đó. Vì vậy cho nên chúng ta cũng nên học hỏi lẫn nhau. Cái thời đại hồi xưa đó thì những cái tông phái là họ tông phái nào là theo tông phái đó, chứ còn không có ai chịu học hỏi ai. Nhưng mà sau này á, qua những cái phương tiện truyền thông, phương tiện đi lại, làm cho người ta có thể là tìm hiểu lẫn nhau hay là học hỏi lẫn nhau, và nhờ cái học hỏi lẫn nhau đó nó bổ túc, làm cho cái nhận thức của mình nó phong phú hơn, rõ ràng hơn, và điều chỉnh lại cái hành vi của mình nó đúng đắn hơn. Thì như vậy á là mỗi người đều bình đẳng, nhưng mà tu tập thì đúng chính xác nhất á là tu tập là mỗi người từ giác ngộ ra chính mình, từ điều chỉnh nhận thức và hành vi của chính mình. Đó là cái cách chính xác nhất. Bởi vì Đức Phật ngài nói là Atta hi attano nato ko hi nato krosiya, tức là mỗi người là nơi nương tựa của chính mình, không ai khác là nơi nương tựa của mình được. Cho nên là
phải nương tựa lên trên chính những yếu tố mà mình đã có sẵn, nhận thức đúng về đó để mà mình làm thế nào mà thể hiện nó cho tốt cho bản thân mình và tốt cho người khác. Thì do đó mà hầu hết các cái tông phái đều giống nhau. Ví dụ như thế này là mật tông. Ví dụ như mật tông thì một cái câu chú là Om Mani Padme Hum. Khi mà thì câu chú Om Mani Padme Hum là nghĩa sao? Nghĩa là ở bên mình đó. Cái câu đó có nghĩa là cái viên ngọc ở trong cái hoa sen. Ý nói là sự hoàn chỉnh. Tức là mọi người đã hoàn chỉnh rồi. Bây giờ là mình chỉ cần là luôn hướng về cái sự hoàn chỉnh đó. Chứ đừng có để cái tâm nó vòng đồng ra ngoài. Vì của người mình đó là cứ tìm cầu vòng đồng ở bên ngoài. Và chính vì cái sự tâm tìm cầu ở bên ngoài đó cho nên mới đưa đến cái phiền não khổ đau, mà quên rằng đó là chính mình đã hoàn chỉnh, chính mình ngay từ đầu đã hoàn chỉnh. Thế bây giờ là phải trở về để mà nhìn lại cái mà hoàn chỉnh đó, để mà sử dụng cái hoàn chỉnh đó để mà sống cho nó tốt đẹp cho mình và cho người khác. Thì do đó người ta mới niệm cái câu chú là người ta trì cái câu chú là Om Mani Padme Hum. Còn trình độ tông thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mục đích là để cho không còn những cái tạp niệm, cái vọng niệm hay là cái thất niệm, để cho cái niệm nó trở về với chính mình. Tức là cái tâm niệm nó không hướng ra bên ngoài, mà cái tâm niệm nó hướng về với chính mình. Thì khi niệm như vậy á, mà nó là nhất cú di đà vô biệt niệm. Vô biệt niệm ở đây tức là không còn có một cái niệm khác, tức là duy nhất chỉ có một niệm. Mà chữ A Di Đà đó có nghĩa là sự thanh tịnh sáng suốt. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thanh tịnh. Cho nên là niệm A Di Đà có nghĩa là trở về với cái mà bản nguyên của mỗi người đó là thanh tịnh, là vô sinh và hoàn toàn sáng suốt. Đấy là ba cái yếu tố đó. Tại sao gọi là vô sinh? Vô sinh là bởi vì cái tâm của mình cứ vọng động, cho nên nó cứ sinh khởi lên rồi nó nắm bắt cái chuyện này, nắm bắt chuyện kia. Rồi do cái nắm bắt đó mà có được, có mất, có thành, có bại, có hơn, có thua, có vui, có khổ. Cho nên từ mình tạo ra cái chướng ngại cho mình, từ mình tạo ra cái đau khổ cho mình. Thì trình độ tâm là giải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là trở về với cái tự tánh thanh tịnh. Cho nên mới có câu là tự tánh di đà vô duy tâm tịnh độ, tức là tâm mình thanh tịnh, tức là tịnh độ. Và là tâm mình mà sáng suốt, tức là A Di Đà. Từ tánh Di Đà, từ tánh là vừa nãy mình có một trong cái pháp, nó có một tánh là tánh biết. Cái tánh biết này vốn thanh tịnh, vốn là sáng suốt, tức là sáng suốt định tịnh trong này. Nó là cái tánh biết nó vốn là nó như vậy. Thế thì mình phải trở lại với cái tánh biết đó để mà thấy pháp. Còn pháp thì là đã vận hành luôn luôn là hoàn chỉnh, chỉ tại vì cái nhận thức sai, tức là do cái bản ngã, do cái tư tưởng sai lầm, do nhận thức sai lầm mà tạo ra cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Do đó tình độ đó cũng là niệm Phật để mà trở lại với cái bản lai thanh tịnh mà ở nơi mỗi người đã sẵn có. Cái mà bình đẳng lúc đầu đó, tức là mỗi người đã sẵn có. Thiền tông thì cũng nói vậy, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là trở về lại
để thấy ra được cái bản chất thực. Bản chất thực tức là bản chất của cái đất nước lượng gió hư không và thực tánh. Về để mà nhận thức ra được cái bản chất thực đó, để mà sử dụng bản chất thực đó ra, thì tánh tướng thể dùng đều là hoàn mạc. Cho nên đó, Thiền Tông cũng là cũng dạy như vậy. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy thì điều đó lại quá cụ thể. Đức Phật ngài dạy là phải tinh tấn chánh niệm tịnh giác ngay nơi thân thọ tâm pháp. Bởi vì ngay cái biểu hiện của cái đất nước lửa gió hư không và thức tánh đó, đó nó biểu hiện trên cái thân mình đây, biểu hiện trên cái những cái cảm giác, biểu hiện trên cái tâm là sinh khởi hay là cái tâm nó hoạt động như thế nào, thì biểu hiện trên cái tâm đó, và biểu hiện trên sự tương giác của cái thân tâm và cách ở bên ngoài. Cho nên gọi là trở về tinh tấn chánh niệm với thân thọ tâm pháp. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế nào? Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là tinh tấn tức là không buông lung theo cái vọng tưởng, không buông lung theo cái ngã hay là cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng nó vẽ vời ra đủ thứ, cho nên nó muốn cái này muốn cái kia rồi nó mới tạo ra cái tham sân si. Thì từ cái tham sân si đó nó mới sinh ra đau khổ. Cho nên đó, bây giờ được không chạy theo cái vòng đồng của cái tâm lực, cái tâm nó không vòng đồng nữa, thì cái tâm đó nó trở về với là cái bản nguyên lúc đầu của pháp. Thì khi mà cái tâm nó trở về với cái bản nguyên lúc đầu của pháp, ở ngay nơi thân, ngay nơi họ, ngay nơi tâm, ngay nơi pháp đây, thì như vậy gọi là chánh niệm. Và khi chánh niệm á, tức là cái tâm mình đã trở về lại với chính mình rồi, thì sẽ biết rõ mình đi như thế nào, đứng như thế nào, cảm nhận giá như thế nào, tâm như thế nào, đều là thấy rõ hết. Khi mà mình thấy rõ như vậy thì không còn mê mờ nữa. Không còn mê mờ nữa thì mình sẽ hành động hay là nhận thức đúng. Mình nhận thức đúng thì sẽ có hành động đúng. Do đó mình thấy rằng là nãy giờ đưa ra bốn cái tông phái, thực ra tông phái nào cũng giống nhau. Tông phái nào cũng đều đưa đến cái là nhận thức lại cái mà chúng ta đã có sẵn, mình đã lúc đầu. Để mà nhận thức ra được cái đó một cách chính xác, ai nhận thức ra được chính xác thì sẽ là sẽ có cái đời sống đúng. Tức là biểu hiện trên cái hành động, nói năng, suy nghĩ đúng. Tức là nếu nhận thức đúng thì sẽ biểu hiện qua hành động, nói năng, suy nghĩ tốt. Cho nên là nhận thức đúng và hành vi tốt. Tức là mình biết nhận thức ra chính mình để mà sử dụng chính mình, thể hiện chính mình sao cho đem lại lợi ích cho mình và người khác. Thì đó là cái nhìn toàn diện hay là cái nhìn tổng quát về đạo Phật. Mà mình thấy rằng là cho dù nhiều tông phái khác nhau, nhưng mà trên cái nguyên lý thì Phật đưa đến cùng một cái cùng đích đó là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ tức là do mình là nhận thức sai, tức là do tư tưởng sai lầm, hành động sai lầm, cho nên cái tâm nó không được tiêu độ. Bây giờ là tất cả đều là trở lại để mà nhận thức lại chính mình một cách đúng đắn, đúng pháp. Vì vậy cho nên là khi một cái người mà đã sống trở về mà sống đúng với cái nguyên lý của pháp và tánh biết nhận thức đúng được cái nguyên lý của pháp đó, thì người đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ tức là một người không còn nhận thức qua cái ảo tưởng của bản ngã, không nhận thức qua cái thất niệm, là tạp niệm với vọng niệm, không còn chạy theo cái bản ngã tham sân si, thì lúc đó
cái nhận thức về về pháp đã đúng. Khi nhận thức về pháp đã đúng rồi thì từ đầu mình sẽ thể hiện đời sống của mình nó đúng đắn, do đó mới có bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái pháp bình đẳng và cũng là chung cho tất cả các tông phái. Không có tông phái nào mà nói là tôi không cần bát chánh đạo cả. Bởi vì đầu tiên là phải có chánh kiến. Chánh kiến ở đây tức là nhận thức đúng, thấy biết đúng sự thật. Từ cái chỗ mà mình nhận thức đúng, thấy biết đúng sự thật thì khi đó mình mới có là suy nghĩ đúng. Nếu mình chưa thấy đúng là mình sẽ còn tưởng tượng. Có phải không? Ví dụ giờ các vị không biết là cái hoa trà mi là sao thì chắc chắn là thầy nói cái hoa trà mi là vì mình tưởng tượng là mỗi người tưởng tượng mỗi kiểu liền. Nhưng mà khi thầy đưa cái hoa trà mi ra, cho nên trong thiền tông nó mới có cái câu chuyện là nói Đức Phật đưa lên cái hoa rồi ngài ta giết miệng cười, là ý đó. Tức là khi mình đưa ra cái thật rồi đó thì lúc đó mình chỉ có miệng cười thôi, chứ không còn tưởng tượng nữa. Tức là khi mình thấy ra được cái thực thì không còn tưởng tượng nữa. Nhưng bây giờ cái nguyên lý của con người là như thế này, cái gì mà mình chưa thấy được sự thật là thế nào cũng có tưởng tượng. Tưởng tượng cho nên đi tìm rồi mới phát sinh ra tham sân si, rồi mới sinh ra đau khổ. Nhưng mà nó cũng có cái hay là khi trải qua cái đau khổ đó mình mới nhận thức đúng lại. Tức là luôn luôn cái pháp nó vẫn đưa mình về để mình nhận thức đúng lại. Cho dù mình có sai đi nữa thì cái sai đó nó cũng sẽ đưa đến một cái hậu quả để mà thức dậy mình, để cho mình thấy ra được cái thật. Cho nên là từ cái mà nhận thức đúng thì mới là tư duy đúng. Còn nếu nhận thức không đúng thì tư duy là tưởng tượng, là ảo thuật. Khi mình nhận thức đúng và tư duy đúng thì sẽ nói năng đúng. Tức là người đó nhận thức ra đúng rồi thì người đó mới nói ra đúng được. Thì người nào chưa nhận thức đúng là không thể nào nói ra đúng. Ví dụ như bây giờ thầy nói là cái hoa trà mi, nhưng mà người đó là tượng là cái hoa lài, cho nên là cứ diễn tả cái hoa lài không thôi thì không thể nào là đúng được. Tức là hệ người đó chưa nhận thức đúng, chưa tư duy đúng thì cũng không thể nào mà nói đúng được. Nên nếu mà nhận thức đúng là chánh kiến, tư duy đúng là chánh tư duy, và nói năng đúng tức là chánh ngữ. Một người đã có cái quá trình nhận thức đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng thì người đó sẽ hành động đúng. Nên là chánh nghiệp. Chánh nghiệp, tất cả những cái đúng, từ nhận thức đúng cho đến cái hành động đúng như vậy thì người đó sẽ sống đúng, cho nên gọi là chánh mạng. Và khi một cái người mà đã sống đúng, từ cái nhận thức đúng cho đến tư duy đúng, cho đến là sống đúng, thì chắc chắn là tâm của người đó sẽ được an ổn, an lạc. Cho nên nó mới có là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn tức là không có buông lung theo cái ảo tưởng nữa, mà là trở về với cái thực. Khi trở về với cái thực thì gọi là chánh niệm. Buông ra cái sai gọi là tinh tấn, trở về với cái thực gọi là chánh niệm. Và khi đã trở về với cái thực rồi thì tâm sẽ ổn định, cho nên gọi là chánh định. Và cái tâm ổn định đó thì nó lại là thấy biết đúng. Cho nên cái bát chánh đạo là một cái quy trình khép kín. Mà cái này là nó đưa đến cái kia. Từ cái chánh kiến là nhận thức đúng, đưa đến cái cuối cùng là chánh định. Tức là tâm mình nó được ổn định. Cái tâm ổn định đó, tức là cái tâm ổn định ở đây là cái tâm đã hoàn toàn rỗng lặng, không có bị sao xuyến, không có bị là tán loạn nữa. Thì khi không bị tán loạn thì lại là trở lại cái đầu trở lại là nhận thức đúng. Thành ra cái quá trình mà của cái bát chánh đạo
là một quá trình mà thầy gọi là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Bởi vì nếu mình nhận thức sai thì nó sẽ đi theo một cái vòng sai, nhưng mà nếu mình nhận thức đúng một cái thì nó sẽ đi theo một cái vòng đúng. Nhưng mà rồi cái nhận thức này nó sẽ cứ cải tiến dần, cải tiến dần để cho cái vòng mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi này nó khép kín và nó đưa con người đến chỗ giác ngộ giải thoát. Cái quy trình đó nó không thể nào khác được. Cho dù là niệm Phật thì cũng mục đích là để cho cái tâm nó ổn định này. Tâm ổn định rồi thì tự nhiên có chánh kiến này. Mà có chánh kiến rồi thì lại là có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là cũng đi theo cái vòng bát chánh đạo đó. Mà bây giờ niệm Om Mani Padme Hum thì cũng là để trở về với cái mà cái bản tánh, cái tánh biết thanh tịnh như là một cái viên ngọc. Cái tánh biết nó được ví như là một cái viên ngọc ở trong cái hoa sen. Pháp là cái hoa sen mà tánh biết là viên ngọc, thì ở trong con người mình đó là tánh biết thấy pháp. Nếu mà lấy tánh biết để thấy pháp thì không có ai đau khổ phiền não khổ đau cả. Nhưng mà tại vì mình lấy cái mà bản ngã, cái lý trí, cái vọng thức của cái bản ngã để mình sống, cho nên đó là mình tạo ra là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Mà hệ tà như vậy thì là mình tự tạo ra cái phiền não khổ đau. Vì vậy cho nên ở đây là tùy theo một người, ví dụ như người nào thích hợp với tịnh độ thì theo tịnh độ, nhưng mà phải làm cho đúng. Còn nếu mà mình niệm Phật mà mình tham lam cầu cái này cầu cái kia thì là hỏng. Niệm chú cũng vậy, niệm chú là để trở lại cái cái tốt đẹp nhất. Thì bây giờ mình niệm chú để mình cầu cái thần lực rồi cầu cái này cái kia thì nó là hỏng hết. Còn thiền tâm nói kiến tánh thành Phật nhưng mà không biết tánh ở đâu, cho nên cứ cố gắng mà tìm kiếm cái tánh, tìm kiếm một hồi á thì lại là vòng ra bên ngoài để mà tìm kiếm, mà không biết rằng là chính ở nơi bản thân mình á, tất cả những cái yếu tố ban đầu đó chính là cái mà thấy lại cái từ tánh đó, chứ không phải là cái từ tánh nào khác. Nhưng mình cứ tưởng rằng là mình có một cái từ tánh gì ghê gớm lắm, cho nên á quên đi cái mà mình đã có ở trong đất nước lửa gió hư không và thức tánh đã có sẵn rồi. Bên nguyên thủy cũng vậy. Bên nguyên thủy nếu như một cái người mà biết trở về với thân thọ tâm pháp để mà chánh niệm tinh giác thì ngay đó là thấy ra giống nhau. Nhưng mà nếu như bên nguyên thủy mà cứ hành thiền để mà đạt được cái đỉnh này hay là cái tuệ kia hay là muốn đạt cái sở đắc này sở đắc đó thì cũng là sai. Bởi vì mình không phải là mình tu tập để mình tạo ra một cái gì khác, mà tu tập chính là loại bỏ đi tất cả những cái sai lầm, cái nhận thức sai lầm và hành động sai lầm để mà trở về lại với cái mà gốc của nó đã là thanh tịnh sáng suốt. Bây giờ có lẽ là cái đề tài mà thầy bài ấy, như vậy cũng là tạm đủ. Lần sau mình sẽ nói đề tài khác, nhưng mà hiện thời cái đề tài này là cái tính bình đẳng ở nơi mỗi người. Và cái pháp bình đẳng đó là không những bình đẳng với nhau mà nó đã hoàn chỉnh từ đầu rồi. Bây giờ mình phải trở về để mà nhận thức ra được nó đúng bản chất của nó để mà thể hiện cho tốt. Như vậy thôi, đó là cái nguyên lý chính là như vậy. Vậy thì bây giờ quý vị có ai câu hỏi có thể đặt, ví dụ như quý vị ở bên tịnh độ, quý vị có thể đặt câu hỏi theo tịnh độ. Vì nào theo mật tông có thể đặt câu hỏi theo mật tông, vì nào theo nguyên thủy có thể đặt câu hỏi theo nguyên thủy. Bởi vì
trong cái quá trình tu tập của thầy á, thì thầy nghiên cứu hết, chứ thầy không có là cục bộ trong một cái tông phái nào. Tất nhiên là bây giờ thầy đang là ở trong cái tông phái Nguyên Thủy, nhưng mà không những là thầy nghiên cứu các tông phái khác, mà thầy còn nghiên cứu qua cả các tôn giáo khác nữa, hay là các cái triết học khác nữa, để mình có một cái nhìn thật rộng. Nhìn qua cái nhìn thật rộng đó, để mình đối chiếu mình mới thấy ra được rất nhiều cái hay. Nhưng mà mình nghiên cứu đó thì mình nghiên cứu trên cái nguyên lý của cái tôn giáo đó, cho mình không có nghiên cứu cái mặt tổ chức của họ. Mặt tổ chức hoặc là mặt tín ngưỡng hiện nay ấy, thì phải nói rằng là tông khác tông phái đều có sai hết, và các tôn giáo đều có sai hết. Nhưng mà phải nói rằng trong cái cốt lõi của các tông phái hay là trong cái cốt lõi của các tôn giáo đó, có một điều kỳ lạ là nó lại đồng với nhau. Một cái tôn giáo mà mình tưởng là nó khác mình khác ấy, như là Thiên Chúa giáo, nhưng mà theo thầy nghiên cứu rồi ấy, thì thầy thấy là trên cái mặt mà chân lý đó thì là hoàn toàn giống nhau, chỉ có khác là khác trên ngôn ngữ, với lại khác là khác trên tổ chức, rồi khác trên những biện pháp thì cũng giống như mình vậy thôi. Thế còn thực ra trong cái nguyên lý của họ cũng là rất tuyệt vời. Thế thì bây giờ thầy để cái thời gian còn lại để cho mình bữa mà mình nói chuyện á, nhiều khi giả sử như mình cứ tới đúng giờ rồi mình về đúng giờ thì nó hay hơn. Đó, nhiều khi là có nhiều người cần cái việc gì đó, mình có chỉ đi được cái giờ đó thôi, mà mình kéo dài ra thì nó không có tiện. Do đó mà chúng ta sẽ cứ làm từ 7 giờ đến 9 giờ. Bây giờ là gần 8 rưỡi rồi, cho nên là đề nghị quý vị đặt câu hỏi. Bởi vì ngay từ đầu thầy nói là chúng ta đến đây để mà chia sẻ với nhau, do đó ngay cả những câu hỏi thì cũng mang tính chất là để mà chia sẻ, để mà học hỏi với nhau, chứ hoàn toàn đừng có cái tính chất là lấy tông phái này đã kích tông phái kia, mình làm sao càng hòa hợp chừng nào càng tốt chừng đó.